dự định đăng ký vào ngành luật kinh tế của trường đại học top đầu với điểm chuẩn thường dao động từ 26 đến 27 điểm, Lê Hiếu Ngân cảm thấy khá lo lắng và áp lực. Vì vậy em đã sớm lập kế hoạch cụ thể việc học và ôn tập cho các kỳ thi xét tuyển đại học cũng như tận dụng mọi thời gian rảnh để học. Kỳ thi em chú trọng nhất hiện nay đó là đánh giá năng lực và có 7 môn em tham gia thi. Thì là em có đăng ký khóa học ở trên mạng cũng như là có sự giúp đỡ của các thầy cô ở trên trường. Thì mình sẽ học đều tất cả các môn và em cũng là ưu tiên là các phương thức xét tuyển khác đó, như là học bạ, thầy giáo và thi tốt nghiệp ạ. Để tăng cơ hội trúng tuyển vào trường, vào ngành học yêu thích ngay trong năm 2024, năm cuối cùng thi theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Không chỉ Hiếu Ngân, mà các bạn của em và các thầy cô giáo trường trung học phổ thông Nguyễn Duy Trinh, huyện Nghi Lộc đều cố gắng và tận dụng mọi cơ hội, thời gian để học và ôn tập. Thi trung học phổ thông thì theo cháu tỷ lệ chọi bây giờ khá cao, nên là cháu đã quyết định là ôn thi đánh giá năng lực. Điểm đánh giá năng lực của cháu không khả quan cho lắm thì cháu sẽ xét tuyển bằng phương thức xét học bạ. Đấy là năm cuối sẽ thi theo cái chương trình cũ. Nên bản thân tôi là một cái giáo viên sinh học thì tôi cũng thấy rất là lo lắng. Tổ nhân môn của chúng tôi á luôn luôn có cái kế hoạch dạy những cái kiến thức thật sự cơ bản trong sách giáo khoa cho các cháu, làm thế nào để các cháu là dễ nắm nhất, dễ thuộc nhất. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi chuyên môn để tìm ra những cái đề để phù hợp với các cháu trong cái giai đoạn này. Để nhân 2, nhân 3 cơ hội trúng tuyển đại học ngay trong năm 2024, bên cạnh tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thì cả 45 thành viên của lớp 12C1, trường trung học phổ thông Nguyễn Sĩ Sách, huyện Thanh Chương đều dự định thi đánh giá năng lực và đánh giá tư duy. Bởi vậy, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn của lớp đã sớm xây dựng các chuyên đề giảng dạy chuyên sâu để học đến đâu, ôn đến đó. Bắt đầu từ tháng 9 vào năm học thì giáo viên chủ nhiệm cũng như giáo viên bộ môn thì đã có kế hoạch xây dựng cho các em. Thứ nhất là học tập các cái cơ bản và chuyên sâu các chuyên đề để thi trung học phổ thông quốc gia. Còn ngoài ra thì giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn cũng kết hợp để hướng dẫn cho các em để các em học về các cái môn để theo thi theo cấu trúc của đề thi đánh giá năng lực và đánh giá tư duy. Rồi ngoài ra thì còn có thêm kết hợp với một số cái biên chứng chỉ quốc tế nữa để các em có các cái điều kiện để kết hợp để xét tuyển. Đối diện với cái thi cuối cấp trước mắt thì bọn em đang vừa học chương trình phổ thông lớp 12 vừa kết hợp ôn đi sau các chuyên đề để ôn các chuyên đề cho cái thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ngoài ra thì trong quá trình dạy học các thầy cô luôn định hướng chia sẻ các cái tài liệu cách ôn thi theo các hình thức xét tuyển mới của các trường đại học, giống như cái thi đánh giá năng lực và đánh giá tư duy để tăng cái cơ hội xét tuyển đại học cho bản thân. Năm học này không đậu vào trường đại học mong muốn, các em sẽ phải thi lại vào năm sau. Trong khi học sinh khóa sau học chương trình giáo dục phổ thông mới với rất nhiều những thay đổi về nội dung, cách tiếp cận kiến thức và hình thức thi. Vì vậy các sĩ tử lớp 12 đang tận dụng mọi thời gian cơ hội để đạt được kết quả tốt nhất trong mùa tuyển sinh đại học năm 2024.